Dạ thì bây giờ là anh Tài Thiên mới về đến chỗ cái nhà mà em hỗ trợ cho anh Tài Thiên ở đi bán vé số đi cô chú anh chị. Em cũng xin thưa với cô chú anh chị là anh Tài Thiên là em với anh Huy sau khi cách đây mấy hôm có đi xuống dưới chỗ cây cầu Vòm Cống cầu đó cầu Vòm Cống anh. Vàm vàm cống cái sự việc mà chị Hà 39 tuổi té xà lan qua đời đó cô chú, thì cái hôm mà gần 49 ngày là em với anh Huy có xuống dưới để tìm hiểu những cái thông tin của bà con khán giả chia sẻ, thì rất là có duyên khi em và anh Huy đang đi phỏng vấn bà con ở địa phương ở gần cái vị trí mà chị Hà té xà lan, thì lúc đó gặp anh Tài Thiên. Cũng thưa với cô chú anh chị là anh Tài Thiên này, do em gọi cái tên Tài Thiên là hàng ngày ảnh mặc những cái bộ đồ trang phục Tài Thiên để đi bán vé số và vừa biểu diễn những cái môn Tôn Ngộ Không để cho các em thiếu nhi xem. Thì hôm đó tình cờ gặp được anh thì có ngồi xin phép anh ngồi trò chuyện, em với anh Huy có ngồi gần cái vị trí mà chị Hà té xà lan để trò chuyện. Sau khi trò chuyện thì biết được cái hoàn cảnh của anh, rồi công việc làm hàng ngày của anh. Thì sau khi mà trò chuyện được 2 hôm, tại vì anh em thuê cái ở lại dưới đó là gần cái chỗ bán vé số của anh Tài Thiên này luôn, thì ở lại 2 3 hôm thì lúc đó mới biết được anh là ở nhờ nhà của một người em rể. Hàng ngày là khi anh đi bán vé số về là anh ngủ ở trên chiếc xe ba gác, tại vì trong cái kho mà anh được cho ngủ nhờ đó là đầu chiếc ba gác là hết chỗ ngủ rồi, anh phải leo lên chiếc xe ba gác để ngủ. Thì sau đó là em cũng có quay một đoạn video và đăng trên kênh Phúc Nhà Lưu Trú Thủ Đức. Sau khi mà biết được cái câu chuyện của anh thì anh có ngỏ lời em với anh Huy, anh nói là ở dưới cái khu mà cầu đó kêu bằng cầu Vòm, mà cầu Cầu Vàm dạ 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 cống cầu Vàm Cống là bán vé số là nói chung là vắng vẻ quá đó cô chú anh chị, nên là hàng ngày anh cũng không đủ tiền chi phí cho bản thân, tại vì anh với bà xã anh thì chia tay bao nhiêu năm rồi anh Tài Thiên? dạ 15 15 năm năm rồi, lúc đó anh nuôi con. rồi em em là em là tổng con đó anh Phúc. Dạ, thì sau khi mà biết được câu chuyện của anh thì em có đến cái chỗ ở của anh tìm hiểu, thấy rất khó khăn thì anh có ngỏ lời với em với anh Huy là anh nói là anh muốn lên thành phố bán nhưng mà anh không biết đường đi, anh nhờ là anh Huy chỉ đường đi. Sau đó là em mới cho anh cái số điện thoại của em cứ nói là khi nào mà lên đến thành phố Hồ Chí Minh thì cứ liên lạc với em sẽ hỗ trợ cho cái chỗ ở, thì em sẽ hứa những gì thực hiện. Thì hôm nay là trước mặt em đây là anh Tài Thiên, cũng là gần cái hiện trường và cũng là một khán giả và chia sẻ những cái thông tin của chị Hà đó cô chú. Đây là cái phòng này em để cho anh Tài Thiên ở, thì cũng mới về nên là chưa có sắp xếp xong. Còn phía trong này là toilet, thì bên đây ảnh ở hai bên luôn nha, đây là cái cửa này thông qua, phòng rất là rộng, đầy đồ anh Tài Thiên dưới quê chở lên nè cô chú anh chị. Đây đồ này đó, thì anh ở đây cái diện tích ở đây chắc cũng phải là hai mấy 30 mét vuông, thì một mình anh ở cũng thoải mái rồi. Thì bây giờ về đây thì cũng có cái chỗ nghỉ ngơi rồi anh ha, đó thì tập trung cái việc là mua bán vé số của anh. Cũng như mà ngay cái ngày mà đầu tiên cứ đến ngày thứ hai 2 ngày sau là em ra em trò chuyện với anh ở dưới cái cầu Vòm Cống đó, chỗ mà chị Hà té xà lan, em cũng nói là anh nói là anh muốn lên này bán vé số thì hướng dẫn đường cho anh. Thì em nói là nếu khi nào anh lên đây thì em sẽ hỗ trợ cho cái phòng để ở, thì em sẽ hứa những gì là hôm nay em đã thực hiện. Thì cũng thưa với cô chú anh chị là gì, khi mà anh chuẩn bị lên trên này anh có nói là khi anh lên thì anh sẽ lên mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh thắp hương. Thì sau đó là anh khi mà từ ở dưới quê anh chạy lên là anh chạy thẳng đi lên trên nhà một ông anh bạn của em là anh Huy đi cùng, là anh ở trên đó 2 hôm để anh chạy qua bên mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh thắp hương. Thì hôm nay em mới vừa lên đón anh Tài Thiên về đến chỗ nhà của em đây để cho anh ở, tại vì anh từ trên mộ là anh xuống dưới khu vực thành phố anh không gần đường, nên em chạy lên em đón anh về. Thì cái video này em sẽ kèm theo cái video mà lúc nãy em đón từ trên mộ về đó cô chú anh chị, em có quay một đoạn khoảng 1 phút là anh chở đồ kình càng luôn, những cái đồ đó là mình chở từ dưới quê luôn lên luôn ha anh. Dạ, tôi không xin chào khán giả. Tôi không thì cũng khổ quá cho nên chở tầm với cầu cầu Vòm Cống đó anh Phúc. Dạ
chở tàu tở dưới đó lên hết luôn. Đây là cô chú, lúc nãy em cũng có quay một đoạn rồi, để một hồi là em sẽ kèm cùng một đoạn video này là những cái đồ của ảnh đem lên là chưa có sắp xếp lại đó, những cái đồ dùng của anh mang lên nó treo hết trên xe luôn cả nhà. Thì bây giờ để em kèm theo cái đoạn video mà lúc nãy em đón anh Tôn Ngộ Không từ trên mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh về, và mời cô chú anh chị cùng theo dõi xem tiếp theo ạ. Dạ thì bây giờ bắt đầu là từ ở trên mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh, dạ đưa Tài Thiên Đại Thánh đi về với nhà lưu trú của em cô chú anh chị. Tài Thiên Đại Thánh này thì những cái video mà gần đây là em với anh Huy có chia sẻ là một Tài Thiên bị cục khuất một bên tay, là hàng ngày Tài Thiên đi bán vé số để mua những cái trang phục Tôn Ngộ Không đi biểu diễn cho các em thiếu nhi xem đó cô chú anh chị. Tôn Ngộ Không này á, là đi bán vé số cái khu vực mà gần ở cái bến xà lan mà chị Hà mà bị té xà lan mắc đó cô chú anh chị, là hàng ngày là Tôn Ngộ Không bán gần ở đó. Khi mà em với anh Huy cách đây mấy hôm có xuống tìm hiểu câu chuyện của chị Hà, rất là có duyên gặp được Tôn Ngộ Không đang đi bán số về. Sau đó là có ngồi trò chuyện với Tôn Ngộ Không mới biết hoàn cảnh của Tôn Ngộ Không khó khăn. Không là muốn lên thành phố bán vé số thì em hỗ trợ cho nhà ở của chú anh chị. Là Tôn Ngộ Không mới vừa về đến chỗ nhà lưu trú của em, giờ bây giờ bắt đầu là để sắp xếp để cho Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi. Dạ thì bây giờ mình cũng về đến chỗ nhà của em rồi anh Tài Thiên. Dạ. Thì em cũng chia sẻ đến cô chú anh chị để biết được là anh về đến nhà em. Dạ. Như là những cái video mà gần đây em đã chia sẻ khi gặp anh ở dưới cầu Vòm Cống đó. Em nói là khi nào nếu mà anh lên trên này ở thì em sẽ chia sẻ video của anh để cô chú anh chị biết. Thì bây giờ là về cái chỗ ở cũng có rồi. Thì anh có muốn chia sẻ thêm cái thông tin hay là cái nguyện vọng của mình, hay là những ngày tiếp theo đó, hay là chia gửi đến cô chú anh chị. Dạ. Anh cứ chia sẻ đi anh. Dạ. Thì kính thưa là cô chú anh chị, thì hôm bữa đó thì em cũng có là có duyên gặp được anh Phúc là lưu trú Thủ Đức đó với anh Quy Đăng Tiên Quy. Thì cái duyên mà từ cái cầu Vòng Cống đó thì anh Phúc Quy đó hỏi cái vụ mà thông tin đó, thông tin là cái chị Hà 39 tuổi mà gây xà lan gần cầu Vòng Cống đó, đó cô chú anh chị. Thì cho nên đó là em có gợi ý là em có gợi ý anh Phúc Nhân Quy á, họ nói là lần nào là anh Phúc Nhân Quy có về Sài Gòn cho em á là đi theo cùng với, để em là không có biết đường lên Sài Gòn để em bán vé số một cái cuộc sống đó của anh chị đó. Thì hôm nay á thì em đã lên tới Sài Gòn là hai hôm rồi đó, là em ở nhờ nhà của khách sạn của anh Quy á, anh Quy đang Quy. Tới buổi sáng nay thì anh Phúc và anh Quy á làm là theo ha. Em không biết được qua cái mộ của năm nghệ sĩ Vũ Linh đó, thì cái đó nó là mới nhờ đó là anh Phúc anh Huy dẫn cái đường cho em qua là diễn mộ khách hương cho cậu năm Vũ Linh đó. Đó thì cho nên là cũng xong rồi đó, thì từ lúc mà đoạn đường đó thì từ lúc mà khách hương cậu năm Vũ Linh xong đó cô chú chị, thì tầm đó là cũng cỡ 12 giờ đó cô chú chị. Thì anh em có những lời chúc gọi là anh nhờ anh Phúc nhờ anh chú anh Đức đó, anh mới là dẫn cái đường về cái là nhà cư chú của anh Phúc đó, anh Phúc mà nhờ chú anh Đức cô chú chị, thì em đã về được tới nhà, hai anh em là mới cùng chung tay đó cô chú chị, mới dọn dẹp xong đó cô chú chị, thì nói chung chỗ ở quê này cũng rất ổn định rồi. Anh Tài Thiên, anh cho em hỏi là sao mà ngay sau khi mà cái buổi ban đầu mà cách đây mấy hôm mà em với anh Huy gặp anh ở chỗ mà gần cái sự việc mà chị Hà té xà lan đó anh. Dạ, mà sao mà anh mới biết em với anh Huy mà anh lại dám tin tưởng mà ngỏ lời mà hỏi là nhờ em với anh Huy dẫn anh lên thành phố, anh có thể chia sẻ giùm em không ạ? Dạ, thì anh Phúc đó, thì trong khi mà em với anh Phúc đó ngồi tâm sự đó, thì cái hôm mai đó là anh Quy á, anh nhắc anh Phúc là em mới nhớ là trong cái mùa dịch đó là anh Phúc hay làm những cái việc thì đó là những chiếc xe không đồng này, những cái người mà người ta bị Covid, mùa dịch Covid đó, người ta không có chỗ ăn chỗ ở đó, không có tiền xài đó, thì anh Phúc cũng đem về nhà lưu trú là cho người ta tiền xài cho chỗ ăn chỗ ở đó anh Phúc. Ủa vậy là mùa dịch anh có xem, tụi em chia sẻ anh có xem à? Dạ có, mới nhớ rồi, bởi vì em không rất là tin tưởng các anh. Nhưng mà anh cho em hỏi là dạ, trong cái thời gian mà em với anh Vinh Huy ngồi trò chuyện đó, dạ, là ngồi trò chuyện khoảng bao lâu anh mới nhận ra em? Cũng tầm hơi lâu rồi, cỡ 10 phút đó anh Phúc. À. Dạ. Tại vì lúc đó là anh Huy chưa có nhắc anh Phúc,
Mà khi nhắc mình thấy có lại mới nhớ lại là trong một dịch đó làm có xem cái đoạn video đó. Dạ. Thấy những cái người ta đi trên đường mùa dịch Covid đó mà người ta không có chỗ ăn chỗ ở đó, thì anh Phúc là với anh Huy là đem người ta cũng về là chỗ nhà lưu trú luôn đó, nên là cho người ta chỗ ăn chỗ ở cho tiền nó xài, thậm chí người ta không có tiền mua kem đánh răng bằng trả xà bông nhiệt độ, anh Phúc cũng cho tiền người ta mà trả như vậy, mà anh Phúc còn mua cơm cho ăn cái thịnh soạn đỉnh nhất đỉnh hai đó, anh Phúc còn cho tiền ta bỏ túi người ta muốn gì ta mua nữa đó. Anh thôi cái đó chuyện nó qua rồi, mùa dịch mà ai cũng khó khăn thì mình hỗ trợ được chuyện gì hỗ trợ anh, cái đó chuyện nó qua rồi mình để qua bên đi. Bây giờ để em xin phép anh Đức Phúc ha, là em cũng xin nhắc lại anh lại gì, ngay cái buổi đầu tiên em với Huy gặp anh thì anh có cái nguyện vọng là anh lên trên thành phố bán vé số, thì em cũng có quay lại một cái đoạn video em đăng lên rồi, em cũng có nói với anh đó là về cái việc mà bán vé số là hồi nào đến giờ là em với anh Huy cũng không có bán, nên là không có hiểu biết về cái việc bán vé số trên thành phố này bán được hay không. Cũng có nói với anh, nói là không biết bán được hay không, thì anh nói là thì cứ kệ cho anh đi đi đó. Sau đó em cũng có nói trước với anh đó là trước khi mà anh chưa lên trên này, em nói đó cái việc mà giờ anh muốn lên trên này á, thì lên khi nào lên em sẽ hỗ trợ nhà ở, còn cái việc mà mua bán vé số được hay không là em không có dám hứa, tại vì cái điều đó hồi nào giờ em không bán, ví dụ em bán qua rồi thì em biết đó, nên là sau này á, cũng hy vọng á, là anh bán được, mà bán không được thì cũng đừng có nghĩ là tại sao ngay buổi ban đầu mà không nói với anh là việc trên này bán không được đó. Thì hôm nay em cũng xin nhắc lại anh là trước khi anh chưa lên trên này là còn ở cầu Vòng Cống, là em nói với anh rồi là coi lại đi có lên trên này bán được hay không. Đó, với phần là em cũng chưa có bán cái số nên không biết cái việc bán cái số như thế nào, nên không dám hứa, không dám nói anh là trên này bán được hay là không. Đó thì anh nói là thì cái lên đại đi, hy vọng là trên này đông dân cư sẽ bán được để kiếm được cuộc sống, rồi dành dụm để mua những bộ trang phục để biểu diễn cho các bạn thiếu nhi xem. Thì em cũng thưa anh là gì, cái video ngày hôm nay là em chia sẻ là để thông báo biết được là cho những người quen của anh đó và cô chú anh chị trên cộng đồng biết được là anh Tài Thiên bị cục một tay, đã lên đến thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị những ngày tiếp theo đi bán vé số đó. Em không có sử dụng cái video này hay là để kêu gọi hay là dùng cái sự mục đích gì riêng là không có nha anh đó. Em không có kêu gọi, có nghĩa là em chia sẻ bằng một cách tự nhiên, thông báo gửi cô chú anh chị biết được anh Tài Thiên lên trên này. Ví dụ sau này mà anh có đi ra ngoài đường anh bán vé số, cô chú anh chị nào mà xem qua video biết được anh thì em hy vọng là mua những tờ vé số để ủng hộ cho anh. Đó là cái niềm hy vọng của em đó, chứ em không phải là quay để là sử dụng kêu gọi hay này kia, là em không có kêu gọi. Tại vì khi mà em mà kêu gọi bất cứ một hoàn cảnh nào là em phải tìm hiểu rất là kỹ. Đồng ý cái hoàn cảnh của anh là em cũng về đến nhà, em cũng về đến cái nhà mà anh ở thuê, anh ở nhà của em rể của anh đúng không? Thì em cũng về đến đó rồi. Nói chung á là khi mà em với anh Huy đặt chân đến cái ngôi nhà mà anh ở nhà của em rể anh đó, là em với anh Huy cảm nhận được một phần nào, chứ không phải em cảm nhận được. Theo em nghĩ là chắc từ cái ngày anh đi đến giờ chắc không có ai gọi điện thoại quan tâm đến anh đâu hả? Dạ, không có anh Phúc. Không, tại sao mà khi mà em với anh Huy mà đi vô đến nhà anh mà phải đi ra ngoài ngồi chờ? Tại vì á, là thưa anh là gì, đồng ý là em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà em tiếp xúc với hoàn cảnh rất là nhiều, thì đôi khi mình cũng cố gắng học hỏi đó anh, những cái cách ứng xử của đối phương đó. Thì với em là trước tiên là cảm thấy là anh bị mắc một bàn tay mà anh còn cố gắng để đi mưu sinh cuộc sống qua ngày của mình, đó là cái cách mà em rất trân trọng. Cũng như là bạn em hay là như anh hỏi là tại anh hôm đó cũng nói một câu là anh không nghĩ là em với anh Huy lại tiếp chuyện với anh, cái nghĩ là em với anh Huy sẽ tìm một cái người nào cao sang để tiếp chuyện. Thưa anh là gì, cái công việc của em ngoài công việc em làm thiết kế xây dựng ra thì em tiếp xúc khách hàng của em, ngoài cái thời gian tiếp xúc khách hàng thì em sẽ chia sẻ những cái thông tin cộng đồng, không phải là một người đó mà có điều kiện hay không có điều kiện em đều tiếp xúc cả như nhau. Tất cả những cái hoàn cảnh mà ở nhà lưu trú của em đa số là hoàn cảnh khó khăn, nên em tiếp xúc là rất giống như là người nhà của mình, nên là khi anh về đây ở rồi anh cứ tự nhiên xem giống như là người nhà của mình, đừng có cái gì mà đắn đo hay là ngại. Em chỉ hy vọng là những ngày tiếp theo đây là anh đi bán được những tờ vé số, được xem cô chú anh chị xem qua được những cái đoạn video mà anh em chia sẻ mua ủng hộ anh, đó là em mừng em vui rồi. Còn cũng thưa anh gì nè, em không có dám nghĩ là anh xấu hay là tốt. Từ khi biết đến anh đến giờ là em không có dám nói điều đó đó, nhưng mà em cũng thưa anh gì nè,
Ví dụ ngày xưa anh có như thế nào đi nữa thì em chưa biết nha. Đây em thí dụ thôi, anh cũng đừng buồn. Ví dụ ngày xưa anh như thế nào đi nữa, nhưng mà hiện nay là khi gặp được anh có chia sẻ là khi anh đi bán, rồi những lúc anh ngủ trên võng đó, thì em cảm thấy cái cuộc sống của anh nó khó khăn quá, thì em hỗ trợ được những gì hỗ trợ thì em hỗ trợ chỗ ở đó. Cũng hy vọng là cô chú anh chị xem qua video thà hiểu giùm cho em là ví dụ anh này ảnh ngày trước ảnh tốt hay là xấu, cái chuyện đó là em không có biết đó. Nhưng mà hiện nay là đang thấy ảnh khó khăn về chỗ ở, mà ảnh cục một bên bàn tay, mà ảnh cố gắng đi bán những tờ giấy số qua ngày để kiếm lo cho cuộc sống cho mình. Còn cái khoản anh còn cố gắng dư lại để anh mua những bộ trang phục quần áo anh mặc, anh đi biểu diễn những cái bộ môn Tôn Ngộ Không cho các em thiếu nhi xem hoàn toàn miễn phí. Đó là cái cách mà em rất là trân trọng anh Tài Thiên. Và cái điều tiếp theo nữa đó, khi mà anh vừa lên trên này á, anh chuẩn bị lên anh nói là cho anh một lần để đến mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh, vì anh quá ham mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh đó, thì anh cũng muốn là đi đến để thắp hương. Thì cái việc đó thì anh Huy cũng đưa anh đến rồi, thì giờ em cũng đón anh về đến nhà của em rồi. Và anh có nói với em á, anh đi bán cái số, nếu mà có chỗ nào mà dạy hát âm nhạc đó, anh sẽ đi học hát cho đỡ buồn. Thì cũng thưa với anh là gì, là em sẽ có một ông anh bạn, ngày xưa ông anh bạn này là một nghệ sĩ hát cải lương, là hát chung với nghệ sĩ Minh Vương đó. Ngày xưa là hát chung với nghệ sĩ Minh Vương, hiện nay nhà đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em cũng có liên lạc với cái anh đó rồi, ảnh hẹn với em là ảnh sẽ hỗ trợ dạy cho anh về ca nhạc, ca hát hoàn toàn miễn phí, không thu anh một khoản phí nào đó. Để cho tại vì anh Tài Thiên á, cô chú anh chị, anh sống con mình đêm về buồn, ảnh mới nói là ảnh muốn đi học thêm, chứ có nghĩa là để về sau này ảnh đi đến những cái trường mầm non hát cho các em thiếu nhi nghe. Anh nói đời của anh là chỉ muốn vậy thôi, rồi hàng ngày đi bán vé số, chứ không phải là phục vụ cái việc ca hát để là kinh doanh. Thì không biết là cái giọng hát của anh là có như thế nào, nhưng mà anh muốn là có một người hướng dẫn cho anh học hát, thì điều đó em sẽ thực hiện được. Nó còn cái việc mà năng khiếu, có năng khiếu hay không đó là do anh nha, chứ không phải mà qua bên đó là cái là hát dở hay là đó là do anh đó. Dạ thì video đến đây anh có cái điều gì chia sẻ thêm không anh, còn không thì em xin kết thúc. Dạ em cũng là chia sẻ đó là ta cũng dẫn anh Phúc. Thì cái việc á thì anh Phúc và anh Huy á thì dắt đường em từ dưới quê lên thành phố, thì em quá quý trân trọng anh Phúc và anh Huy. Còn cái việc mà giấy số anh nói được không là cái việc đó là cái việc em tự em nguyện. Dạ. Tự nguyện đó anh Phúc. Dạ. Đó, thì cho nên đó là còn cái việc mà để em đi học âm nhạc á. Dạ. Thì tại vì cái đó là do cái sở thích của em. Dạ. Tại vì em sống một mình anh Phúc. Dạ. Thì em phải đi học gì cũng tới. Tới hát tới buồn ha. Anh Tài Thiên ơi. Tại vì anh Tài Thiên là em gọi cho nó quen, tại em thấy anh mặc bộ đồ Tài Thiên đó, em gọi luôn. Em thì em biết là cái tai anh là nguyên nhân như thế nào, là anh có chia sẻ em với anh Huy rồi. Nhưng mà một số cô chú anh chị chưa biết, anh có thể chia sẻ giúp cho em được là cái tai của mình nguyên nhân sao mà bị cục hết một bên được không anh? Cái này nếu mà tiện thì anh chia sẻ, không tiện thì thôi ha. Dạ. Tại vì hồi đó anh Phúc thì nhà của em nghèo lắm, rồi cho nên có vợ vậy thôi. Rồi sanh đứa con ra được 3 tuổi thì nó bỏ rồi. Em phải được chống đứa con rồi. Đi ở đó anh Phúc. Dạ. Thì hôm nay mình đi ở đó mà đi mà những chuyện mấy suốt cắt lúa hoạt động không Phúc à. mình phải bế con theo rồi. Dạ. Đó bờ chuối bờ tre bờ xài nó mình xài nó rất chứ mà nó chết mình xúc động khóc luôn chung. Xúc động khóc luôn cô chú ơi, mình không chung là em hiểu rồi. Thôi bây giờ là thôi em xin lỗi anh, em không nhắc đến chuyện này nữa, tại vì nhắc đến cái câu chuyện gia đình thì em thấy anh xúc động. Thì thôi em xin phép cô chú anh chị em ghé cái chuyện của anh quang bên, thì khi mà nhắc đến cái câu chuyện cái đôi bàn tay của anh là anh sẽ bị xúc động. Em sẽ thôi anh em mình nói chuyện vui đi, cái chuyện đó ghép quang bên đi anh ha. Thì cái chuyện của anh thì em biết rồi, nhưng mà tại vì em muốn chia sẻ đến cô chú anh chị, mà khi chia sẻ thấy anh xúc động anh rớt nước mắt, thì thôi em sẽ ghép câu chuyện này quang bên, thì anh em mình nói tiếp câu chuyện khác. Thì cũng thưa cô chú anh chị là khi mà em với anh Huy ngồi trò chuyện với ảnh được mấy hôm ở với cái vị trí mà gần cái bến xà lan mà chị Hà té mất qua đời đó cô chú, ảnh có chia sẻ là trước ảnh với vợ anh cách đây 15 năm thì có chia tay, rồi sau đó là mới mấy tháng là vợ chia tay, thì ảnh đi cắt lúa, ảnh ẵm đứa con theo mấy tháng tuổi,
nên lúc đó là khi cái máy xúc lúa đó vừa ẩm vừa xuống con thì vô tình bắt cẳng đẩy cái bàn tay vô cái máy chém cục, rồi sau đó là không có còn khả năng để đi lao động phổ thông kiếm qua ngày, là chỉ là cái việc bán số thôi. Tại vì khi mình cục hết một bên bàn tay thì không ai thuê mình làm, đi vào công ty cũng không được. Thì anh mới nói là từ lúc đó là anh chỉ là trông chờ vào cái việc bán vé số. Rồi tiếp theo nữa đó là anh sẽ rảnh anh đi biểu diễn những bộ môn tôn ngộ không cho các em thiếu nhi. Nhưng mà anh rất là hay một điều là anh đọc kinh rất là hay luôn nha cô chú. Thì đây em cũng cho cô chú xem nè, trên trong nhà lúc nào cũng anh đi lên anh cũng mang mấy vở cuốn kinh lên, cuốn kinh làm dân đang để ngoài xe mấy này, lấy đem ra đây rồi ta. Đấy trong này đúng không, cuốn kinh à, anh ngồi đi em lấy chưa chú nào. Đây đồ của anh mang lên chưa sắp xếp lại. Đây nè cô chú anh chị, lúc nào cũng đi lên mang mấy cuốn kinh lên nè. Tại tối là anh nói anh buồn anh ngậm đọc kinh. Đây cả nhà, đây là mấy cuốn kinh của anh là rất là dày luôn nè, 4-5 cuốn à. Đây đây mà những cái cuốn kinh của anh đây, anh nói là tối anh buồn anh đọc kinh để niệm Phật mà dưới quê mang lên tài sản của anh đó cả nhà. Thì mấy hôm bữa thì anh cũng có đọc ở trên kênh em về những cái kinh để gửi đến cô chú anh chị, đôi khi là cũng có một số cô chú anh chị chưa có nghe qua đó. Thì hôm nay anh Tài Thiên đã có thể đọc một đoạn ngắn nào thôi để ra cầu nguyện trước tiên là cho gia đình của anh và cô chú anh chị trong và ngoài nước quá đó. Một bàn đoạn kinh để được cầu cho tất cả cô chú anh chị luôn được bình an anh ha. Dạ dạ đọc đi anh. Pháp Luân Vô Thượng Tôn, tam giới vô lượng thất thiên nhân chi đạo sư tư sanh chi từ phù, ương nhất niệm vi năng diệt tam kỳ nghiệp xứng vô nhiều tam tham ức kiếp mạt năng tầng. Năng lai sa lai tánh công tật cảm ứng đạo giao năng tư ngày ngà thự đạo tràng như đê châu. Thập phương chư Phật ảnh hiện trúng ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diệu tiết tu quy mạng lệ. Phật chúng sinh tâm thường rộng đẳng đạo cảm thông không thể nghi bàn. Lối đời châu quy đạo tràng Phật hiện tỏ hào quang sáng ngời. Trước báo tòa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Được anh, cảm ơn anh. Thì bây giờ về đi ha, thì mới về để ở. Thì cứ nghỉ ngơi một hai hôm đi. Rồi cứ giữ số điện thoại của em, anh có rồi chưa? Anh có rồi hả? Đó thì hôm một hai hôm nữa thì lúc nào lấy bán vé số thì gọi cho em. Dạ. Em lên em dẫn đi lấy vé số bán anh ha. Dạ, anh cũng cảm ơn tấm lòng của anh Phúc Văn Huy ha. Không có gì, không có gì anh. Đây là nói chung á là cũng nói với anh gì để anh thoải mái nè. Dạ. Cái căn nhà mà anh đang ngồi đây. Dạ. Là cái căn nhà này là cái căn nhà của em. Dạ. Đó, nên là anh cứ nghỉ ngơi thoải mái không có gì phải lo. Dạ. Ha. Còn bây giờ để nói với anh chia sẻ anh thêm gì luôn. Là cái căn nhà mà lưu trú mà anh nói với em mà trong cái mùa dịch mà anh có xem qua video của anh em chia sẻ, nhà lưu trú của em hỗ trợ bà con trong cái mùa Covid đó. Là cái căn nhà đó căn nhà khác. Cái căn nhà này là cũng là của em, nhưng mà căn này thì em cũng là mua trước dịch. Rồi khi vừa mua xong là dịch vô thì lúc đó thì em cũng được hỗ trợ cho bà con ở đây, mà trừ khi nào mà ở trên nhà lưu trú á, ở Thủ Đức mà hết chỗ thì em mới đưa xuống dưới này. Đó, còn cái căn nhà mà chỗ mà em làm may táng không đồng mà hiện tại giờ đó là em vẫn để cho thầy Chí bấm huyệt đó. Là sư thầy đó ở cũng là một năm rồi thì em cũng để thầy ở. Nên là anh ở đây nói chung là cái việc đầu tiên là như vậy nè anh. Em cũng nói ở đây thì bà con địa phương không phải là mình ở một mình rất là đông, thì em cũng hy vọng là anh ở đây là cố gắng để hòa hợp với bà con, quen cái lối sống để đừng có để là mắc một cái sự việc nào xảy ra mất đoàn kết. Anh ha, có gì cứ gọi cho em. Tại vì á là ở đây cái khu đây là đông dân cư, anh thấy đó không có miếng đất nào trống. Đó, đôi khi là mình
cũng là giữ trật tự chung để là bà con xung quanh đôi khi người ta đi làm về người ta có chỗ nghỉ ngơi đó. Không phải là riêng anh, tất cả hoàn cảnh nào đi vào chỗ em ở đó là cái việc đầu tiên của em cần là trước tiên là ví dụ hoàn cảnh bệnh là em cầu nguyện cho mau hết bệnh đó. Còn ví dụ là cô chú anh chị nào khó khăn mà lên ở tạm ví dụ là 1-2 tháng đầu để cho mình đỡ tốn tiền nhà trọ để đi tìm việc làm hay đó, thì em cũng hỗ trợ đó. Thì cũng hy vọng cái đầu tiên của em là không phải sau này mà cảm ơn em, mà cái hy vọng của em á trong suốt quá trình mình ở, mình đoàn kết với những người xung quanh, nên đừng có để ảnh hưởng đến em ha. Đó là cái việc mà đầu tiên em cần nhất. Thì một lần nữa cũng hy vọng là cái việc mà những ngày gần đây anh đi mua bán vé số, là em hy vọng là khi anh ra ngoài đường anh bán là được bà con cô bác mà biết đến anh, mua những tờ vé số để ủng hộ anh, để cho anh có cái chi phí anh lo cho bản thân, và để có cái chi phí là anh mua những bộ trang phục. Tại vì bây giờ là anh Tài Thiên là anh đang chuẩn bị là mua thêm cái bộ trang phục mà bộ Tài Thiên nữa đó cô chú, để thay đổi đó. Tại vì đôi khi mà đi trời mưa về nó ướt rồi không có thay đổi được, nên là anh cũng cần có cái sự thay đổi. Thì đây là em chia sẻ là chỉ hy vọng là cô chú anh chị mua vé số ủng hộ cho anh Tài Thiên nha cô chú, chứ em không có là kêu gọi hay là cái việc gì cả, chỉ là hy vọng là cô chú anh chị mua vé số ủng hộ là mừng rồi ha anh Tài Thiên ha. Dạ, thì đó, cái chỗ này ở rộng rãi không? Một mình đó, hơn 30 m² đó, để em quay một vòng cho cô chú xem. Đây, bên đây, dù anh muốn ngủ trên này có cái gác nè, muốn ngủ trên này cũng được. Đó, hai toilet luôn, cái căn này ở là hai toilet, đây một toilet nè. Rồi qua bên đây cũng có cái gác đó nè. Đó, cái chỗ này là cái bếp nấu ăn, nhưng mà anh đang để đồ đỡ, mới dưới quê anh đưa lên để đỡ cho cả nhà. Đây cái toilet nữa, thì gạch xung quanh em ốp hết rồi ha, rất là sạch sẽ. Thôi vậy thôi anh ha. Dạ thì video đến đây em Phúc xin tạm dừng video, hẹn gặp lại với cô chú anh chị video clip tiếp theo. Cô chú anh chị xem video cảm thấy video có ý nghĩa, cho em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều.